Tổ công tác đề án 06 huyện Gò Dầu vừa tổ chức sơ kết cao điểm 60 ngày đêm tuyên truyền cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023. Theo thời gian thực hiện cao điểm 60 ngày đêm, Ủy ban Nhân dân huyện, Tổ công tác đề án 06 huyện, xã, thị trấn đã tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh việc cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân theo đúng lộ trình với phương châm đi từng ngõ, ra từng nhà để hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử. Đồng thời, Công an huyện phối hợp Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện đa dạng các hình thức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo. Tính đến nay, toàn huyện thu nhận 112.077 hồ sơ định danh điện tử, đạt 76,8% và thu nhận 2.327 hồ sơ định danh điện tử đối với công dân tạm trú trên địa bàn huyện. Qua đó, đã cấp 96.900 tài khoản định danh điện tử cho công dân. Qua rà soát, công dân không đủ điều kiện đăng ký định danh điện tử là 15.248 trường hợp, với lý do chủ yếu là không sử dụng điện thoại hoặc điện thoại không đảm bảo cấu hình.